Hello, mình xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Hàng Huỳnh Vlog. Thì hôm nay là thứ hai không mọi người, mình đang trên đường đi làm về. Hôm nay thì mình đi làm về không sớm cũng không trễ, bây giờ là 5 giờ rưỡi chiều ở quanh Thơ Là, Tây Úc. Tại vì thời tiết hôm nay khá là đẹp nên là mình đi về, mình ghé qua cái công viên mà hàng ngày mình đi làm mình hay đi qua mọi người. Mình quay một xíu cho mọi người cùng xem sẵn mình làm cái video này ha. Hôm nay thì dự báo thời tiết báo là mặt trời lặn lúc 6 giờ 50 á mọi người. Tức là tới gần 7 giờ kém 10 á thì mặt trời nó mới lặn, nên là trời mặc dù là bây giờ 5 giờ rưỡi chiều nhưng mà trời cũng còn ánh nắng mặt trời này mọi người. Công viên cũng còn rất là sáng sủa luôn ha. Nên là mình đi làm mình quyết định mình ghé vô đây để mình quay cái video này mình chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Đó. Xe đạp của mình. Cái công viên mà mình mỗi sáng mình đi làm cũng như là mỗi chiều mình đi làm về mình đều đi qua cái công viên này ha mọi người. Nhìn cái công viên này nó rất là thoáng đãng luôn á. Đó, nhưng mà hàng ngày mình đi qua đây mình thấy cũng không có đông người, không có đông người dạo chơi ở công viên này lắm. Tại vì có thể là mọi người đã đi ra biển hết rồi. Đối diện với cái công viên này là bên kia là biển á mọi người. Nên là nhiều khi mọi người đi ra ngoài biển người ta chơi hết rồi. Ở cái công viên này khá là vắng vẻ. Mặc dù cảnh ở đây mình thấy rất là đẹp, rất là yên bình luôn á, nhưng mà cũng không có nhiều người ngồi ở đây lắm. Cũng có ghế đá ở đằng kia, có không cái này có mấy cái ghế gỗ á mọi người. Có mấy cái ghế gỗ. Đó, bên góc bên kia cũng có nè. Thì hôm nay mình ghé qua đây để mình làm cái video mình chia sẻ đến cho mọi người về một cái buổi mà mình với mấy đứa nhỏ ở trong nhà đi xin kẹo hôm cuối tháng 10 vừa rồi á mọi người. Thì bên này nó có cái lễ hội Halloween á. Mình thấy cũng khá là hay, khá là vui. Tại vì lần đầu tiên mình được trải nghiệm cùng với mấy đứa nhóc mà đi xin kẹo á mọi người. Cảm thấy nó cũng lạ với lại nó cũng thú vị á, nên là mình ghé vào cái công viên này mình làm cái đoạn mở đầu một xíu để mà mình chia sẻ vài cái hình ảnh của cái buổi đi xin kẹo của ngày hôm đó ha mọi người. Thì ở Việt Nam mình á, Halloween nó không có được phổ biến như ở bên này. Mà mình thấy cái lễ hội Halloween bên này nó kiểu giống như là cái Tết Trung Thu ở Việt Nam mình vậy á mọi người. Thì Tết Trung Thu ở Việt Nam mình á thì mấy đứa nhóc nó sẽ có lồng đèn ha, nó sẽ mang lồng đèn để đi chơi vào cái tối rằm tháng 8, xong rồi tụi nó kiểu như là được ăn bánh Trung Thu này, xong rồi được ba mẹ cho kẹo, cho bánh đó. Thì ở bên này, tụi nhóc ở bên này Tết Trung Thu thì nó không có phổ biến như ở Việt Nam mình. Tại vì thì Tết Trung Thu là kiểu như là cái ngày hội cho người dân ở Việt Nam mình nói riêng, cũng như là ở các nước châu Á nói chung ha mọi người. Nên là nó không có phổ biến ở bên này. Mà bên này cái lễ hội Halloween thì nó cũng rất là phổ biến. Thay vì Tết Trung Thu thì ở bên này tụi nhóc nó có cái ngày lễ Halloween ha mọi người. Thì cái ngày hôm đó tụi nó kiểu như là cũng được đi xin bánh xin kẹo, xong rồi mọi đứa trang điểm hóa trang thành các nhân vật, rồi các cái nhân vật, rồi các cái hình mẫu này kia trông có vẻ như
hơi ghê, hơi rùng rợn một xíu mọi người. Xong rồi tụi nó mỗi đứa có một cái xô hoặc là một cái giỏ gì đó để tụi nó đi xin kẹo. Tụi nó sẽ đi đến những cái nhà mà người ta có trang trí bên ngoài á mọi người, để tụi nó vào tụi nó gõ cửa, hoặc là nhiều khi người ta ra ở trước nhà, người ta ngồi người ta đợi luôn á. Xong rồi tụi nó thấy có tín hiệu là tụi nó sẽ đi vào cái nhà đó để tụi nó xin bánh kẹo ha. Thì cái buổi ngày hôm đó, cuối tháng 10, 30 tháng 10 năm 30 tháng 10 vừa rồi á, thì sau khi mà đi làm về, mình với chị, với một chị với lại một đứa em, rồi mấy cái bạn nhỏ ở nhà đi đi qua một cái vùng cũng gần gần khu mình sống. Tại vì cái vùng đó là hồi trước giờ người ta hay tổ chức phát kẹo á mọi người. Thì bên đó kiểu như là khu nhà nó cũng khá giả một xíu, thì bên đó có tổ chức phát kiểu như là phát bánh kẹo cho mấy đứa nhóc ngày lễ Halloween. Thì hôm đó mấy đứa nhóc ở nhà nó cũng hóa trang này kia, xong rồi chuẩn bị các kiểu. Rồi chiều đó đi làm về khoảng 5 giờ chiều á, thì chị của mình có chở đi đến cái khu đó để mà xin kẹo. Thì mình thấy cái buổi hôm đó cũng khá là vui và thú vị, nhìn tụi nhóc nó xếp hàng nó xin kẹo, mà kiểu như là không không phải là mỗi đứa được xin nhiều ha, mà mỗi đứa sẽ được phát một cái kẹo và một cái hoặc là một cái bánh cho mỗi nhà mà tụi nó tới tụi nó xin. Xong rồi đi lần được như vậy, đi qua những cái nhà khác hoặc là ở trên đường tụi nó gặp những cái người mà phát kẹo á, thì tụi nó cũng lại tụi nó xin, và mỗi đứa như vậy thì sẽ được nhận một cái kẹo hoặc là một cái bánh. Mình thấy cái văn hóa ở bên đây cũng khá là hay, nên là hôm nay mình làm cái video này để mình chia sẻ đến cho mọi người ha. Rồi sau đây là một vài hình ảnh của cái buổi đi xin kẹo của ngày hôm đó, mời mọi người cùng xem ha. Thank you.
Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ha. Bây giờ thì mình phải đi về rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.